dừng việc điều hòa Trung Quốc nạn khỏi qua tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị xoáy nước tự thần nút chuẩn khi đang trên đường tiến vào bãi đá Ba Đầu. Kính thưa quý vị, là theo nguồn tin từ hãng thông tấn NHK của Nhật Bản, vào rạng sáng ngày hôm nay tại Hoàng Sa đã xảy ra một thảm kịch kinh hoàng mà cho đến giờ phút này vẫn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất từ trước cho đến nay. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị xoáy nước tự thần nuốt chửng khi đang trên đường tiến vào bãi đá Ba Đầu. Vụ tai nạn kinh hoàng trên đã cướp đi mạng sống của 312 thủy thủ trên con tàu. Toàn bộ con tàu đã bị nuốt chửng trước sự chứng kiến của ngư dân đánh bắt cá gần đó. Đoạn video ghi lại hiện tượng lạ cho thấy con tàu bị hút mạnh vào một xoáy nước dưới biển khơi. Theo luật quân của Mỹ, xoáy nước có đường kính khoảng 2,4m và có thể nuốt chửng con tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Luôn nước tạo ra là một cấu trúc hình lốc xoáy với phần miệng rộng hơn là ở trên và phần dưới bốc thiết lại thành cái hình cái phỉu. Con tàu Sơn Đông của Trung Quốc đang trên đường di chuyển đến căn cứ nằm trên bãi đá Ba Đầu thì đột nhiên có một xoáy nước xuất hiện và tiếp đó là con tàu bị cuốn vào một cách mất kiểm soát và cuối cùng bị xoáy nước nuốt chửng hoàn toàn. Tàu sân bay tiếp tục là 002 hay còn gọi là tàu sân bay Sơn Đông là niềm tự hào của Hải quân Trung Quốc. Người dân sống gần khu vực đó đã nhìn thấy một vài mảnh vỡ của con tàu trôi dạt khi đi ngang qua quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngay sau khi phát đi tín hiệu kêu cứu với bộ chỉ huy tại đảo Hải Nam, đội cứu hộ đã đến nhưng rất tiếc là không còn ai sống sót trên con tàu sân bay Sơn Đông này. Trong một diễn biến có liên quan được biết, cách đây vài ngày, một số tài liệu nói những nhân viên cứu hộ đang làm việc tại trại radar trên căn cứ nhỏ mà Trung Quốc chiếm đóng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhận được tín hiệu cầu cứu từ sân bay Sơn Đông với nội dung là tàu của chúng tôi có lỗi, tất cả cấp trên, kể cả thuyền trưởng đã chết, đang nằm trong phòng thay đồ và đài chỉ huy toàn bộ thủy thủ đã vào là có lẽ cũng đã chết. Một binh lính hải quân là người duy nhất còn sống sót tiếp sau bản tin đầu tiên này là một chuỗi những ngày khó hiểu lộn xộn với những dấu chấm. Một lát sau tín hiệu được ghi nốt lại là tín hiệu cuối cùng bảo hiểm g chỉ là một câu duy nhất tôi đang chết rồi. Mọi thứ chìm vào im lặng. Hai tàu Mỹ cùng với chiếc SH Sirena 002 về News đang chạy. Và trong tuyến đường tự do hàng hải cùng nhận được nội dung trên, các thủy thủ trên chiến hạm của Mỹ tiến hành cứu hộ tàu sân bay 002 Sơn Đông. Tuy nhiên, tất cả mọi người đã tử vong và nguồn tin này cho thấy là các thủy thủ đều chết trong khi mắt đang mở to, miệng đông cứng như là đang la hét, cánh tay thì vươn ra tiếng vào trong. Họ tìm thấy vị thuyền trưởng tư lệnh, phó đô đốc, tân sinh trưởng, rụng rụng trên buồng chỉ huy. Khuôn mặt của ông ta cũng biểu lộ vẻ kinh hoàng, giống như là các thủy thủ. Trước khi chết, họ đã thấy điều gì đó rất đáng sợ, đặc biệt là một chú chó trên tàu cũng chết trong tư thế tương tự, mắt mở to, miệng đang nhe nanh, như là tư thế đang chuẩn bị tấn công một thứ gì đó rất nguy hiểm. Tuy nhiên là trên các camera giám sát, không hề có bất cứ dấu vết nào là bất thường, đồ đạc dường như vẫn còn nguyên và không có dấu hiệu sâu sắc nào. Ngay sau đó thì các cơ quan chức năng chưa kịp xem xét kỹ về hiện tượng thì đột nhiên con tàu nổ tung rồi chìm xuống lòng đại dương. Liệu đây có phải là dấu hiệu của với là sắc hạnh của các dấu hiệu hiện tượng và đó vẫn là một bí ẩn dưới lòng sâu của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây cũng là phần kết của tàu sân bay 002 Sơn Đông, những cái chết kết quật nhất từ trước cho tới nay. Tàu sân bay lớp 002 là một tàu sân bay có tên Sơn Đông được hạ thủy vào năm 2017 để phục vụ quân giải phóng nhân dân của Trung Quốc. Đây là tàu sân bay từ thứ hai của nước này và chiếc tàu đầu tiên được chế tạo trong nước. Ban đầu quân đội Trung Quốc không chính thức xác nhận việc chỉ định tàu sân bay Sơn Đông khi mà được đưa vào vận hành. Điều này khiến cho các nhà quan sát tin rằng nó chỉ định là loại 1001A là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ được chỉ lệnh là loại 002. Tuy nhiên, khi đưa Sơn Đông vào loại 002, các nhà phát triển hàng hải Trung Quốc tin rằng lớp tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ được chỉ định là loại 003, thay thế cho tính chất mật của chương trình hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Thông tin liên quan đến việc đặt tên và chỉ định chính thức của các hãng sẽ không được tiết lộ cho đến khi được đưa vào vận hành. Tàu sân bay này được Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy của Trung Quốc đóng tại Đại Liên. Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, công việc bắt đầu đối với chiếc tàu này bắt đầu từ tháng 11 năm 2013. Về việc xây dựng, thân tàu của nó nằm một đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2015. Chính phủ đã không công khai xác nhận sự tồn tại của tàu cho đến khi xây dựng được tiến hành. Hình ảnh vệ tinh trong ngành công nghệ quốc phòng cho thấy giai đoạn đầu trong công việc đóng thân tàu vào tháng 3 năm 2015. Tiếp theo là tháng sau đó bằng hình ảnh của một thân tàu nào đó có đặc điểm quân sự tại nhà máy đóng tàu Đại Liên đã được công bố trên Internet vào tháng 10 năm 2015. Những dấu hiệu rõ ràng đầu tiên về vai trò của tàu xuất hiện khi xây dựng một hàng đô đốc và bắt đầu trên thân tàu vào tháng 10 năm 2015. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Trung Quốc xác nhận rằng con tàu là một tàu sân bay và nói rằng công việc thiết kế về xây dựng đang được tiến hành.
thân tàu đã hoàn thành vào tháng 5 năm 2016. Khi đoạn đường cất cánh trượt tuyết được hoàn thành cấu trúc, đạo của tàu được chế tạo thành hai phần, nửa đầu và nửa phía trước, có cầu vào một phần chính là được lắp ráp vào tháng 9, trong khi nửa sâu với ống khói và không khí được lắp đặt vào những tuần của tiếp theo. Đến cuối năm, con tàu đã được cấu trúc hoàn chỉnh. Về cơ cấu, tàu sân bay này đã được hạ thủy vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Tàu trải qua các thử nghiệm trên biển và trang thiết bị trong nhiều năm trước khi nó được đưa vào hoạt động trong khoảng tháng 2 năm 2020. Tin này không được tiết lộ trong buổi lễ ra mắt, mặc dù trong bản tin trước đó đã nói rằng sẽ là Sơn Đông, trong khi các con tàu tiền nhiệm Liêu Ninh của nó được sử dụng rộng rãi như là một tàu bắt đầu hoạt động vào năm 2012. Tàu sân bay 002 dự kiến sẽ được sử dụng trong các dịch vụ vận hành quân sự thông thường khi đối mặt với hoạt động gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông và chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Để tham vọng, con tàu này chủ yếu dựa vào lớp tàu con Nutu của Liên Xô. Vì tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh được chế tạo từ một lớp con Nutu trương hoàn chỉnh, nó được cải thiện và nâng cấp hơn một chút so với Liêu Ninh, với đưa ra cải tiến tháp chỉ huy nhọn gọn hơn và khả năng lựu đạn dưới nhiên liệu cho phép nó mang theo nhiều máy bay hơn so với Liêu Ninh, ước tính khoảng 40 máy bay, phản lực bay trực thăng. Nó có chiều dài là khoảng 375 mét, lượng dáng nước là khoảng 55.000 tấn, chứa 67.000 tấn. Khí đầy tải. Con tàu này được cho là được cung cấp năng lượng bởi hồ bơi đất dầu thông thường để chạy sang các cabin. Nó vẫn giữ thiết kế mũi dạng nhạy cầu giống như là loại tiếp 001, một chiếc tàu được làm dốc lên 12 độ để làm nạp phóng cho các máy bay chiến đấu trên 15 các sân bay trong tương lai của Trung Quốc, được lên kế hoạch sử dụng máy phóng cho phép phóng các loại máy bay to nặng hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, số tàu vận tải quân sự chở hàng trăm dành tên lửa đạn đạo Triều Tiên trên đường đến Vịnh Cam Ranh cách đây một tháng. Nhưng nguồn tin tiết lộ em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Jong-un đã đến Việt Nam trước khi bay ra Biển Đông. Trường trị Hải quân Trung Quốc, lý do mà bà Kim Jong-un được anh trai mình gửi đến Việt Nam bởi im Kim Jong-un đã hứa trang thiết bị cho Việt Nam loại tên lửa siêu thanh xuyên lục địa. Ai cũng biết về sức mạnh của tên lửa Triều Tiên, nên điều này không phải bàn cãi. Nguồn tin đó được xác nhận là bà Kim Jong-un sẽ đến Hà Nội trong một ngày, sau đó bay đến quân cảng Cam Ranh để thăm thực tế vì thế của quân cảnh này với độ cao 400 mét và các dãy núi xung quanh quân cảng. Vì thế tuyệt vời là một cảng biển quốc tế. Bà Kim Jong-un đã chúc mừng Việt Nam khi nói về chuyến trực tiếp với ông Kim Jong-un qua điện thoại. Tuy nhiên là một tháng chưa ai nghe thấy câu chuyện Triều Tiên đang trang thiết bị tên lửa cho Việt Nam hay chưa. Trước tiên trở lại với việc tại sao Triều Tiên hứa hẹn trang thiết bị cho Việt Nam tên lửa xuyên lục địa. Lý do duy nhất là có thể được diễn giải, Triều Tiên muốn nhờ tay Việt Nam tiêu diệt Trung Quốc, hoặc chỉ ít là làm cho Trung Quốc giảm đi sức mạnh và vị thế của mình. Đây là cách mà những nhà chính trị gia hàng đầu trên thế giới áp dụng để mà trả thù kẻ thù của mình. Tuy nhiên nó chỉ áp dụng cho những kẻ có sức mạnh hơn người Việt Nam về Triều Tiên. Đứng về sự chênh lệch về quân sự thì Triều Tiên có sức mạnh ngang ngửa với Mỹ và Trung Quốc. Ngược lại, Việt Nam lại quá yếu kém khi mà không tự sản xuất ra được bất cứ thứ gì thuộc về loại vũ khí có tên tuổi trên thế giới. Tuy nhiên, để nói về nguồn gốc của một cuộc xung đột này thì lại xuất phát từ câu chuyện của Việt Nam hút mắt với Trung Quốc. Một kỹ sư xây dựng thủy lợi Việt Nam đã phản hồi đất nước bằng cách là vẽ bảng thiết kế cầu nối từ đất liền đến Trung Quốc ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để mà nhân lên là Tập Cận Bình. Đề án này đã được Tập Cận Bình phê chuẩn và ông ta tuyên bố sẽ khởi công xây dựng mạng lưới toàn cầu gồm 150 cây cầu khắp hai hải quân Hoàng Sa và Trường Sa. Riêng về quần đảo Trường Sa thì có hàng trăm thực thể đảo chìm nổi khác nhau và Việt Nam chỉ chiếm được một vòng đất nhỏ của các thực thể này. Số còn lại Trung Quốc chiếm gần hết để không cần tốn một viên đạn mà Trung Quốc âm mưu xây dựng những cây cầu chồng chéo lên nhau ở khắp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi đó chẳng cần đánh đấm thì hai quần đảo này tự nhiên là của Trung Quốc. Phía Việt Nam cay cú đã cho tình báo bắt tên phản bội Nguyễn Đăng Tuấn từ Bắc Kinh về nước. Vụ án này phải nhờ đến ông Kim Jun, bởi khi bắt được tên Tuấn, rồi tình báo Việt Nam phải đưa hắn sang Triều Tiên để cho cần đường, rồi từ Triều Tiên mới về Hà Nội. Đã có hơn 10 lính Việt Nam hy sinh trong vụ án đó, và ông Kim Jun Moon đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tâm nguyện bắt tên phản bội Nguyễn Đăng Tuấn. Từ vụ án này, Tập Cận Bình đã cắt viện trợ và rao quân tấn công Triều Tiên, khiến cho hai nước rơi vào kịch bản chiến tranh. Ông Kim Jong Un khi đó đã tuyên bố nước Việt Nam dám chịu chơi thì Triều Tiên sẽ trang bị cho Việt Nam tên lửa. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lo ngại Trung Quốc thừa nước đục thả câu ở Biển Đông. Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông khiến một số chuyên gia quốc tế lo ngại.
nước này nhân lúc tình hình giao tranh ở Ukraine căng thẳng để gây áp lực ở các vùng biển trong khu vực. Cục Hải sự Trung Quốc vừa đăng tải thông báo của quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh dư luận thế giới đang bị thu hút về Ukraine, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh căng thẳng do Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt thử tên lửa. Washington nhận định về các cuộc tập trận của Trung Quốc. Phó giáo sư tại Trường Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu về vấn đề quốc tế của Nhật Bản nói rằng, đó là cái cách mà Trung Quốc ăn miếng trả miếng hành động đáp trả Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mới đây, Mỹ đã thực hiện tự do hàng hải ở Biển Đông và nhấn mạnh vấn đề này trong cuộc họp của Bộ Tứ An ninh gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Qua đó, Washington muốn chứng minh sự tập trung và nguồn lực để đối phó với các thách thức địa chính trị ở cả hai khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc đã muốn thể hiện sức mạnh quân sự để gây ảnh hưởng lên các nước Đông Nam Á, đồng thời chứng minh vị thế để củng cố tinh thần dân tộc trong nước. Không những vậy, Bắc Kinh còn muốn thử lửa khả năng của Washington trong bối cảnh Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Rõ ràng khi Mỹ bị phân tâm, xung đột ở Ukraine thì việc chuyển hướng các nguồn lực của Washington ở Biển Đông, biến Hoa Đông eo biển Đài Loan trở thành cơ hội chiến lược để Trung Quốc thúc đẩy các lợi ích cốt lõi mà nước này đề ra trong khu vực. Qua đó, Bắc Kinh có thể đang tìm kiếm những điểm yếu của Washington để chiếm có thể trong tương lai. Ngoài ra, các áp lực nội bộ đang thúc đẩy Trung Quốc theo đuổi các mục tiêu bá quyền trong khu vực khi có cơ hội trong Nga thách thức Mỹ. Tương tự, giáo sư Yoshihiro Sato, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học ở châu Á Thái Bình Dương của Nhật Bản cho biết, có thông tin chưa xác thực là Trung Quốc triển khai tập trận để giải quyết một vụ tai nạn máy bay quân sự tại khu vực tập trận. Khi Trung Quốc đang thắt chặt với Nga, cuộc tập trận có thể nhằm nâng cao cơ hội để phản ứng việc Mỹ điều động tàu chiến hiện diện ở eo biển Đài Loan. Và cũng có thể Trung Quốc cũng không có ý định leo thang thêm, giáo sư Sato nhận định, đồng thời đề cập đến khả năng của cuộc tập trận được tiến hành nhằm thúc đẩy cơ hội để